YouTube boss Rino, welcome to my channel. So ito, tirayin natin to. Ah, The Cold TV, ang Vietnamese channel na horror. So na-miss ko to. So makita ko kasi ang tinira niya ay si Tim Horis, si Tim Morisov. Kaya titirayin natin to kasi idol ko yun si Tim Morisov. Idol to ni G-Red, exacto G-Red, ha. Andito ka, ito ay clip ni Tim Morisov. Nauutal ako sa takot, gago, takot pa rin ako hanggang ngayon. Ayup kayo. So ito, tirahin natin ito bago patirahin ng iba. Số 2. Đi vào ngôi nhà của mụ phù thủy. Ayun, siomai. Kumain na daw ba kayo ng siomai? Dapat marami daw na may toothpick. Chắc bạn còn nhớ nhà điều tra tâm linh này chứ? Anh ta tên là Tim Morozov, là một nhà điều tra tâm linh nổi tiếng với nhiều video khám phá những nơi bí ẩn. Ngày hôm nay, anh ta... Ito, nakakatakot yung pinuntahan niyo. Đã đến một ngôi nhà được nhiều người đồn đại rằng nó đang bị ma ám rất mạnh, theo như những gì mà anh ta đã tìm hiểu. Trước khi ngôi... So, may gagawin daw ritual dito si Tim Morrison. Nhà này là của một mụ phù thủy. Bà ta là nỗi khiếp sợ với người dân ở đây. Yun. Nhưng không hiểu vì lý do gì, bà ta đã biến mất một cách rất bí ẩn mà không để lại dấu vết gì. Nhưng chưa dừng lại ở đó. Ôi, ngôi nhà trước kia mà bà ta ở ẩn chứa rất nhiều hoạt động đáng sợ mà chưa ai... Ang creepy nung hagdanan, tatlong step lang pero ang creepy. Ai có thể giải thích được. Ngày hôm nay, nhà điều tra Tim Morozov đã đến đây và kiểm tra nơi này. Sau khi vẽ một biểu tượng trừ tà và lắp đặt camera, anh ấy gumamit daw ng asin. Ta đã ra ngoài và bắt đầu theo dõi. Và đêm hôm đó anh ta đã có một trải nghiệm đáng sợ. Gago, sinisilab, ano, tinutuluan yung ano, parting ng organ ng manika. Masakit yan. Ito na. Oh, G-Red, ito na. Puta, tatakot ako dito kay ano, Morrison. Daming asin ito. Uy! Tarantado. Uy, boom! Ito, ini mga kandila, tumalon. Napapamura na naman ako, nanenervyos ako eh. Gago ba ang may lumabas dyan? Uy! Wow! Eto na, patay na. Wow! Oh, gago, lakas oh! Uy! Như bạn có thể thấy, khi anh ta đang chuẩn bị thực hiện một nghi thức gì đó, thì ngay lúc này, tất cả những cây nến đột nhiên bay khỏi vị trí của nó. Sau một lúc, một chiếc ghế đột nhiên chuyển động và chạy đến chỗ anh ta, giống như đang có một thế lực nào đó đang điều khiển nó từ xa vậy. Lúc này anh ta cảm thấy rất hoảng sợ với những gì đang diễn ra trước mắt. Yeah, masyado daw malakas yung ano, malakas yung multo dito o yung nagpaparamdam dito kasi ang lakas daw talaga ng mga hagis ng mga gamit. Anh ta đã chạy ra ngoài để lấy lại bình tĩnh, nhưng sau đó anh ta đã trở lại để tiếp tục kiểm tra. Thì đó cũng là lúc những hiện tượng lạ lại bắt đầu xảy ra. Oh, mayroon pa kasunod, punyeta, ito na. Naka, tamo naman yung bahay, oh. Oh, puta eh. Oh! Ah, gago, nagwawala. Basta, patakmo ba naman ng kandila yung pototoy? Uy, ano yung?
Dịp này tôi ay po, tsaka ka din na niya. Tago. Ang galing talaga nito ni ano. Ayan, patay. Papataka na naman yung pototoy. Magagawa, wawala na naman yan. Ang init-init yan eh. Ano ka? Oh, saan papunta? Natakot na siya. Kinadena niya yung ano. Uy, may kinuha siya. Ano kinuha niya? Nako. Oh, ganun kalakas siya. May kadena na. Lalagay pa sa kahon. Pinatakan pa ng kandila yung pototoy. Ah, kinadena pa. Ganyan kalakas yan. Devil yan eh. Walang hiya mo ito. Ano to? Morisom talaga. Pag ito talaga pinapanood ko, takot na takot ako. Сейчас. Вторая часть. Ритуала. Нако, гагалаw yan. Черт. Sabi ko na eh. Wala na. Tatakot na siya. Chiếc hình nhân thế mạng lúc này. Takot na siya, walang hiya mo naman anong gagawin mo dun. Diba, lahat na ginawa mo eh. Pinataka mo yung pototoy. Kinadena mo siya. Kinahon mo, kinadena mo yung kahon. Nagwawala pa rin, wala ka na magagawa. Pakamatay ka na lang. Sợ. Lúc này nỗi sợ của anh ta đã đến đỉnh điểm. Anh ta đã lập tức dùng một cây nến và nhỏ lên hình nhân kia. Và nhanh chóng nhốt nó lại trong một chiếc hộp trừ tà ma mà anh ta đã chuẩn bị trước đó. Anh ta nghĩ mọi chuyện đã ổn nhưng không. Chiếc hộp bắt đầu chuyển động giống như mụ phù thủy kia đang điều khiển chúng vậy. Vì quá hoảng sợ trước những gì mình đã nhìn thấy, nhà điều tra đã lập tức rời khỏi đó để bảo vệ cho chính mình. Nếu ở lại đó anh ta có thể sẽ gặp thêm nhiều thứ tồi tệ hơn nữa. Thật đáng sợ. Theo bạn, như những hoạt động bí ẩn đã xảy ra trong đoạn video trên có phải là do mụ phù thủy kia gây ra hay không? Hãy nêu lên ý kiến của bạn nhé. Xin cảm ơn. Ito yun lang, yun. Oh, boom! Walang hiya mo yun. Tsaka dito, yung galaw ng mga gamit pag gumagalaw, hindi yung galaw na hinihila ng tali. Iba yung angulo niya. Số 3. Đó là mộng du hay bị ma quỷ dắt. Sabi, ikaw ba? Kumain ka na ba ng mantika? Một ông bố đã vô tình xem được một đoạn video quay lại cảnh mộng du của cô con gái anh ta, nhưng người bố lại cho rằng con gái của mình đã bị một linh hồn nào đó lôi kéo. Và đây là đoạn video mà người bố kia đã chia sẻ. Mời các bạn cùng theo dõi. Oh shit! Nako naman to, nang kuma to. Ayup. Ha? Oh, parang sumari yun. 37 minutes later, ay puta, matanda na to paglabas. Ang ginawa nung 37 minutes. Như bạn có thể thấy,
Trong lúc cô bé đang ngủ, dường như có một thế lực nào đó đã kéo chiếc chăn xuống. Sau đó cô bé... Na-concentrate daw sa loob ng kwarto yung babae kasi akala niya banyo daw yun. Bé bắt đầu ngồi dậy và từ từ đi đến chiếc tủ quần áo. Điều bí ẩn là ai đã mở cánh cửa kia ra. Theo okay, 37 minutes daw na-concentrate. Oo, hindi daw successful. Tôi nghĩ, đây không phải là mộng du, mà đây rất có thể là do một linh hồn nào đó đã dẫn dắt cô bé, cho nên bé gái mới có những biểu hiện lạ đến như vậy. Sau khi đăng tải đoạn video trên, ông bố đã được rất nhiều người khuyên rằng anh ta nên nhờ người về làm lễ. Ito daw kasi yung CR, napakamalan to, dapat dito siya papasok. Để xua đuổi linh hồn kia đi, nếu không con gái anh sẽ gặp nguy hiểm. Bạn nghĩ sao về đoạn video trên? Hãy nêu lên ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé. Xin cảm ơn. Mahirap umakting ng tulog. Oo. Pero grabe yung Tim Morisov, no? Grabe yung Tim Morisov. Sobrang creepy talaga ng video nun. Ang galing talaga. Masyadong, ano, masyadong creepy. Parang ang datingan ay yung mga old school na witch. Diba? Yung mga magkukulam. Yung mga ganun. Ganun yung style niya, eh. Nakakatakot talaga, eh. Pero mas nakakatakot pa rin sa Diplomat Hotel Bruce. There's dirt on my hands.